Rồi, chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Chúc cô chú anh chị em mình một buổi trưa thật vui vẻ ha. Hôm nay thứ hai đầu tuần anh em ơi. À, ngày 12 tháng 8 ha. Bây giờ nhập tiếp tục nhập mấy xe nè, quay liền cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. À, sáng cũng nhập 4 5 chiếc thì cũng bán cũng hết nha anh em. Đó, mấy xe này mới vừa nhập về nè, quay liền cho anh em tham khảo này ha. City nè. Ghim lùng Thái luôn ha, quay 50 mới nè. City City nè, City cho anh em chở hàng nè. Bánh mâm móc câu nè anh em, hàng hiếm luôn ha. Đó, mới về với một con City ha, lên Super Game ha. Con này là City lên Super Game anh em ơi. Đó, lên nguyên con luôn ha. Rồi, cúp 78 liền đẹp zin luôn nè. Đó. Xe 50 WA dọn mới nguyên con anh em. Rồi quay chi tiết từng con cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con ghim lùng ha, ghim lùng là ghim lùng Thái anh em. Ghim lùng Thái luôn ha. Xe thì im ru liền lạc ha. Đó, xe cứng ngắc luôn anh em ơi. Con này bán cho anh em mình 7 triệu 300 ngàn ha. Ghim lùng Thái luôn. Đó, xe Nhật anh em. Cục máy là cực kỳ im tê tái luôn anh em ơi. Bánh mâm thích hợp cho anh em mình muốn chở đồ thì chở đồ, đi làm hồ đồ ha. Đi giường, đi gãy, đi đâu cũng được ok ha. Đặc biệt là nói này chủ xe cũ lên cái bô đam nghe tiếng thông giòn mạnh lắm nha anh em. Đó, bánh mâm ba cây nhìn cái xe rất là liền lạc, quy lên hơi lực ha. Bô đam nữa thì xe rất là quy lực anh em, xe này chạy rất là nhẹ xe ha. Ghim lùng Thái ha. Đó, ghim Thái nè. Giá 7 triệu 300 ngàn, anh em mình chơi được thì chơi ha. Ghim lùng Thái 7 triệu 300 ngàn. Cục máy là chạy tê tái luôn em ơi, ghim ru vào đầu luôn ha. Đó, cục máy nè, cục máy zin cực kỳ luôn nha. Đồ zin ha. Máy là chạy im ru và rù luôn, thích hợp cho anh em mình chở đồ rồi nặng rồi ok luôn nha. Đó, im ru và rù luôn. Ghim Thái giá 7 triệu rưỡi, thôi xin lỗi 7 triệu 300 ngàn em ơi. Rồi, quay A50, xe này bình đề với tờ đầy đủ, máy im ru luôn ha, xe dọn mới nguyên con ha. Đó, con này bán cho anh em mình là 7 triệu 300 ngàn luôn. Đó, đồng giá cho anh em mình dễ chơi, dễ lựa, dễ xài, dễ tham khảo, dễ nhớ luôn em ơi. Đó, dàn chân thì đẹp ha, biển số 62 năm số anh em ơi, BL 5 số luôn ha. Đó, xe thì đây liền lạc sạch sẽ ha. Quay A50 7 triệu 300 ngàn. Đây, đề nhẹ một cái chạy liền anh em ơi. Đó, máy im ru luôn em ơi, nó đang lên ga nè, đang dặn ga nè. Đó, lên hết ga luôn cho anh em mình nghe đó, đèn thì ngon lành nha. Đó, đó đèn sáng nha anh em. Bây giờ dắt trưa đèn gì là sáng lắm rồi nha. Đó, quay 50 bình đề với tờ đầy đủ, máy im ru, xe đẹp, can xà beng giá 7 triệu 300 ngàn. Rồi, con 78 này thì nãy em có quay sơ sơ rồi hết em, con này giá 5 triệu 500 ngàn, xe đẹp liền lạc zin ha. Có cái vàng đồng vàng sườn thì chủ xe có mới làm đồng lại nha anh em. Đó, có mới làm đồng lại ha, còn tất cả mọi thứ thì đều theo xe còn nguyên hết ha. Từ vàng đầm căm dành thì có thay mới luôn nha. Xe này có dọn lại nha anh em. Căm dành có thay mới thì cũng đúng thôi anh em ơi. Xe chạy quá lâu rồi, căm dành nó phải xét, phải mục, phải thay mới. Nếu mà không thay về anh em mình cũng phải thay thôi. Với cái sườn nè, có sườn, có làm đồng, có sơn mới lên rồi ha. Đặc biệt cái ba ga còn nguyên zin theo xe luôn nha. Đó, đèn nhanh rồi còn, đèn đuốc rồi đùm rồi không có sơn anh em. Đó, căm dành thì có thay nhưng mà đùm vẫn giữ nguyên zin, không có sơn lại ha. Cục máy vẫn còn nguyên zin ha. Máy là im ru khô gan liền lạc đẹp ha. 5 triệu rưỡi anh em ơi, có một con 78 cúp liền lạc đẹp sạch sẽ cho anh em mình chơi ha. Đó, 78 đầy đủ chức năng, ổ khóa nè nên khóa xịn nha anh em. Đó, ổ khóa này thấy rất là xịn sò nha anh em. Đó, tất cả chức năng thì hoạt động ok nha, đèn càng nhanh là hoạt động ok ha. Xe này có chủ xe có làm dọn lại rồi nha, do ông chủ ổng đi làm bảo vệ á, ổng thấy cái mẫu này ổng làm lại chạy rồi thời gian cũng chán ha, cho nên giờ có nhu cầu đổi xe khác thì sáng có đổi lại rồi ha. Đó, biển số 63 nha anh em, con này biển số 63 ha, 5 triệu rưỡi, 63 FB 0600 số đẹp anh em ơi, cánh đầu cánh đít luôn, cánh giữa luôn anh em ơi, đẹp ha. Đó, xe thì liền lạc đây. Đặc biệt cái xe này em thấy nó hay cái nữa anh em, cái biển số á nè, cái biển số là 0600 đúng không, cái số máy cũng là 0600 luôn anh em. Đây, quay cho anh em mình, nói là phải quay liền cho anh em mình coi, anh em mình mới tin. Đó, em nhìn kỹ thấy không, em thấy, để quay kỹ mới thấy được. Em thấy cái số máy không, 0600 luôn ha. Đó, số sườn cũng đầy đủ rõ ràng nha anh em. Đó, xe có bóng đèn đây nè, 5 triệu rưỡi. Đó, anh em là chơi được chơi ha.
Rồi tới con City nè. City này là nguyên zin anh em, nguyên zin từ hồi trước tới giờ nó như vậy ha, bánh của nó là zin gì luôn ha. Đó, con này em đang bán là 11 triệu ha. City cặp bánh nó không, giờ người ta mua cũng 2 triệu mấy anh em. Đó, cặp bánh mâm đó giờ 2 triệu mấy cặp anh em. Đó, giờ, nhầm khi anh em chỗ nào thì không biết, nhưng mà hiện tại ở đây cho em là mắm mâm gì là ta mua 2 triệu rưỡi cặp nha anh em. Đó, cho nên bán cái xe nguyên bộ gì bán cho anh em là 11 triệu rưỡi. À, xin lỗi 11 triệu anh em ơi. Bán cho anh em thì con City chở hàng nè, xe nguyên zin nè, cùm zin luôn ha. Cùm zin anh em muốn về chở đồ thì dỡ, chở anh em muốn dọn thì dọn ha. Xe thì cực kỳ đẹp, cực kỳ zin ha. Đó, ba ga này của nó zin đó giờ anh em, nó hơi cũ ha. Đó, cái yên trước này thì em thấy vậy là chắc có thay loại rồi ha. Đó. Đồ đạc thì cũng còn zin theo xe hết ha, zin hết ha. Có cũ thì 5 tháng xíu nha anh em, thì xe chạy quá lâu mà. Đó. À, 11 triệu anh em chơi được chơi ha. Game biển số thành phố ở City, biển số thành phố ha. 11 triệu, xe bình đề đủ giấy tờ, đủ máy em ru anh em ơi. Đó. Đường điện cũng còn liền lạc sạch sẽ ha. Để máy cho anh em mình nghe là máy em ru nha. Đó, cái bình hơi yếu anh em ơi. Để lâu quá không chạy, tại vì chủ xe để lâu không chạy, mới bán cho em. Thế em thì nó bình yếu rồi ha. Rồi hết xăng luôn anh em ơi. Đó, máy em ru ha. Để hồi em cho đổ xăng vô cho nó máy ha. Đó, bình đề giấy tờ đầy đủ, máy em ru. Rồi 11 triệu. Rồi anh em cũng là City nhưng mà lên Super nha anh em. Đó, lên Super đầu lòi nè. Nguyên con City lên Super đầu lòi, giấy tờ là City ha. Đó, máy móc là anh em coi nè. Hãng Honda zin hết, đồ zin hết ha. Lên mâm 3 cây, lên luôn cái ba ga chở đồ ha. Con này bán cho anh em mình 9 triệu rưỡi ha. City lên Super, lên đầu hãng nha anh em. Pha đèn áo sóng thì lên đầu hãng hết, của Super của hãng Honda hết ha. Có cái rổ, cái bội nè. Đó. 9 triệu 500 ngàn bánh mâm luôn, liền đẹp cho anh em mình chơi ha. Giấy tờ để Honda nha, nhưng mà đời này là City, nhưng mà đời giấy tờ đóng Honda nha. Đó, 9 triệu 500 ngàn cho anh em mình chơi đi. Con City, City Nhật lên Super. Cho anh em chở hàng ha, đó. Có hàng cái cây này để cho anh em mình chở hàng nặng luôn nè. Đó, xe này rất là đồ zin rất là nhiều anh em, đồ zin ha, xe giấy tờ xe Nhật nha. City đây chứ Honda Nhật luôn ha. Đó, lên đồ Super, lên áo Super ha. Rồi 9 triệu 500 ngàn anh em mình chơi được chơi ha. Rồi con Super Cup này thì 10 triệu 500 ngay chủ sang tên cho anh em mình luôn ha. Xe 50 nha. Đó. Rồi tiếp là con Suzuki nè, 6 triệu nè. Xe liền đẹp ha, ngay chủ luôn. Máy cực kỳ zin, chỉ có 6 triệu nào, 6 triệu à, anh em chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe ha. Anh em bán các kèo ha. Anh em quan tâm cho em xin một cái đăng ký kênh ha, cái follow cái ha. Để em đăng clip mới anh em mình dễ theo dõi ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều. Xin kết thúc video đây ha. Cảm ơn anh em đã có ý định chuẩn bị mua và đã mua, và những anh em đã ủng hộ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi chiếc tem lửa là sớm mới đăng anh em, đã chốt về Tiền Giang luôn rồi ha. Còn công Tiền Giang có ông anh cũng đang chạy qua lấy luôn ha. Ông đang chạy qua tới điện tới Bến Tre nha anh em. Xíu rồi chắc ông qua tới ha. Đó, mấy xe cũ thì còn nhiều lắm. Anh em muốn mua xe gì tự dọn có luôn ha. Quay 50, máy im ru, giấy tờ đầy đủ, 4 triệu nè. Xe này em chưa có dọn liền lạc ha. Anh em muốn dọn liền lạc thì em sẽ chia ra cho anh em mình dọn ha. Máy bao phê, bao tê luôn nha. Đó, máy im ru luôn, bao im luôn. Đó, chưa được đẹp lắm ha. Đó, anh em chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.